Tất cả các bạn đã đến với kênh của Viking TV các bạn. Thì hổm gầy không có quay ớt của anh Chiến mình các bạn ạ. Hôm nay ra quay nó mất nhỏ anh trồng sao nữa các bạn ơi. Sao nói chung là vàng lá rụng lá gì cũng có. Đám nào cũng như đám nấy mà mép dưới còn dữ nữa. Thì ra đây quay chia sẻ cho cả nhà cùng tham khảo số loại thuốc cũng như là cửa phun ớt nhỏ, ớt lớn thì ông anh mình phun ngày qua các bạn. Hôm qua này không có thời gian quay. Thì gửi sau sẽ cố gắng nên nói chung gửi rồi anh cũng phun chung một loại thuốc như ớt nhỏ này các bạn. Thì cũng giới thiệu cho các bạn về cặp sản phẩm này để mọi người cùng tham khảo luôn. Chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo cái sản phẩm này các bạn. Đó là bộ sản phẩm này các bạn. Phi sinh lạnh cực mạnh nè. Phi sinh lạnh với thằng nó có hai chai các bạn, gốc sai nè, với phi sinh lạnh. Đó. Thì cả nhà mình cùng tham khảo hai loại này. Thì này vừa sát khuẩn, vừa thuốc sát khuẩn và vừa thuốc trừ bệnh luôn nha các bạn. Đó. Thì kết hợp hai thằng. Thì những video trước thì có bạn nói sao mà ông anh mình không xài thằng diệt khuẩn, sát khuẩn. Thì hôm nay có sử dụng này. Thì chai cam á thì ông anh mình sử dụng là 30, chai xanh là 20 nha các bạn, trên một bình đang xịt đó các bạn. Thì kèm theo một số loại thuốc như là Dissut 2 thẻ, thằng Vilen Gilo gì đó bạn, nửa thẻ nữa. Chút xíu mình sẽ để trên cái màn hình cho các bạn xem tên thuốc đó các bạn. Và thằng Bê Siêu thì 50. Thì cỡ này anh phun có 4 loại các bạn, cặp này với 3 loại kia để cho cả nhà mình cùng xem tham khảo. Thì ớt thì nói chung là trồng đợt sau này thì bữa đó mình cũng có quay các bạn một số đám ớt mà các bạn cũng xem rồi đó, thì đám lá này cũng lá tùm lum nhưng mà rất là nhiều. Thì có đám thì thúi xanh nữa, giống tùy giống nữa, tùy kỹ thuật mỗi người khác nhau. Thì ngày nay thì đám ớt của ông anh trên thì cũng bẻ rồi sáng à, bẻ rồi sáng còn mớ thì chắc mơ bẻ nữa và cũng phun ngày qua luôn ngày kia vậy các bạn. Thì nên không có thời gian để ra video cho các bạn xem. Thì cứ này thì cứ ngày qua ngày kia thì ông anh mình đã sử dụng giống cái công thức này, thì cũng bữa nay cũng chia sẻ cho các bạn cùng xem và tham khảo. Các bạn nào có nhu cầu thì cần thì cứ liên hệ mình, comment dưới phần bình luận hoặc là liên hệ Facebook của mình các bạn, để dưới phần mô tả để cho có gì sẽ liên hệ với mình rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn hoặc là hỗ trợ các bạn những thuốc mà không có thì mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn. Thì cửa phun này thì cũng có mấy loại các bạn ạ. Thì ông anh mình cũng đang sử dụng cho ớt của ông là hổm gầy mình bỏ mấy cử rồi, không có thời gian nên là gần Tết này rất là nhiều công chuyện các bạn, nên là cũng bạn cũng thông cảm. Thì cửa sau sẽ cố gắng sẽ ra video clip về cái cử phun mà công thức ba ông anh mình xe tua sử dụng 3 dòng thuốc, nghĩa là mỗi cử mỗi dòng thuốc khác nhau, nên là sẽ cử này sẽ chia sẻ các bạn về cử thuốc này, công thức này, còn cử sau sẽ là công thức khác nữa các bạn. Thì, video và chia sẻ cho các bạn về cái cử phun trên ớt nhỏ cũng như là ớt lớn ở trên của anh mình. Đến đây là hết nha các bạn. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy kênh hay hữu ích cho một like, một đăng ký, một chia sẻ video ha, để một phần video cho quý chị và các bạn mình xem tiếp tục các bạn. Thì ớt lớn thì chút xíu mình sẽ làm video mà chia sẻ các bạn về cái cử bẻ, còn có 2-3 cử nữa hết của một à, để cho cả nhà mình cùng tham khảo luôn, coi ông anh mình không bẻ được nhiều à các bạn. Rồi video này đến đây là hết các bạn, chào tất cả các bạn, hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo.